Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 7 tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi cả nước đang duy trì xu hướng đi ngang. Yếu tố để phục hồi giá bán chính là thị trường Trung Quốc khi mà nước này mở cửa biên giới trong những ngày đầu năm 2023. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá heo hơi tại Trung Quốc gần bằng so với giá heo Việt Nam, vì vậy thị trường khó có thể khởi sắc trong một thời gian ngắn. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá heo tại đất nước tỷ dân này bất ngờ giảm mạnh và nhiều nơi trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. So với giá heo của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đang niêm yết là 57.000 đồng trên 1 kg thì mức chênh lệch là khá lớn. Đây là diễn biến khá bất ngờ khi mà nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam và cả Trung Quốc đều tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, giá heo hơi không ghi nhận sự biến động mới và hiện nay phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 54.000 đồng chỉ xuất hiện ở một số địa phương nhưng bán cho lái mổ địa phương với số lượng nhỏ, lẻ và ít. Ngay như một số địa phương có đàn heo lớn như khu vực Bắc Giang, Thái Nguyên hay đối với một số tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi như Vĩnh Phúc, Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành khác cũng có mức giá tương tự, 52 cho đến 53.000 đồng được coi là mức giá cao đối với heo ở các trang trại thuộc khu miền Bắc hiện nay. Tương tự như vậy, khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, một số địa phương vẫn duy trì được mức giá 53.000 đồng như khu vực Bình Thuận hay đối với tỉnh Ninh Thuận. Thấp hơn một chút có các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là đối với Bình Định và Phú Yên. Ngay như các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam vẫn duy trì sự ổn định với mức giá dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng. Ngay như tại Bến Tre trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương có mức giá nhỉnh hơn như là khu vực Đồng Tháp hay là đối với tỉnh Vĩnh Long. Mức giá bình quân trong ngày hôm nay đạt từ 50 cho đến 53.000 đồng ở các địa phương này. Như vậy có thể thấy rằng thị trường trong ngày hôm nay tiếp tục lặng sóng và duy trì xu hướng bất động kéo dài hơn một tháng qua. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sẽ tăng cao nhưng giá heo hơi vẫn lẹt đẹt ở mức thấp và nhiều người nhận định rằng nếu giá như thế này còn kéo dài, chắc chắn các hộ chăn nuôi, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, có thể sẽ mất Tết. Cho đến thời điểm này, dường như mọi dự báo về thị trường của các công ty cũng như doanh nghiệp đều trượt. Các mốc thời gian mà chuyên gia nhận định giá heo hơi sẽ tăng là sau Giáng sinh và sau Tết Dương lịch. Nhưng thực tế diễn biến lại hoàn toàn khác. Thậm chí vào những ngày nghỉ cuối năm, giá heo hơi tại một số địa phương còn có xu hướng giảm nhẹ, khác hẳn so với xu hướng tăng giá như mọi năm. Theo ông Nguyễn Công Bắc, một chủ trang trại chăn nuôi heo với quy mô lớn ở tỉnh Sơn La cũng cho hay, trang trại của ông xuất bán heo thịt rất lớn, có giấy tờ kiểm định đầy đủ, giá cũng chỉ dao động 51 cho đến 51,5.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này xuất bán một con heo, ông lỗ từ 5 cho đến 600.000 đồng. Ông cho biết thêm, từ giờ đến Tết Quý Mão, trang trại sẽ xuất bán thêm khoảng 2.000 con heo. Hiện tại, ông Bắc chưa thấy dấu hiệu tích cực khi mà lượng heo vẫn nhiều. Nên vậy, ông cầm chắc lỗ ở những ngày cuối năm. Không chỉ ông Bắc mà các hộ chăn nuôi trên địa bàn cả nước cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, giá thấp trong khi mọi chi phí đều tăng cao, đặc biệt là đối với giá thức ăn chăn nuôi. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg.
Hải Dương phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, ở huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, các hộ chăn nuôi báo giá lên đến 53.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Sấu thì có mức giá thấp hơn từ 1 cho đến 2 giá. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, lượng heo về chợ trong ngày hôm nay vẫn nhiều. Chính vì vậy mà tình trạng ế ẩm vẫn xảy ra tại chợ. Dòng siêu ba máu loại 1, theo các thương lái báo giá ở khu vực này, cao nhất đạt 54.000 đồng trên 1 kg. Nhiều loại sấu có mức giá dưới 50.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 51 cho đến 53.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phổ biến 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay cũng không mấy khả quan khi giá hơi tiếp tục đi ngang với mức phổ biến từ 51 cho đến 53.000 đồng. Bắc Ninh có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có lượng heo lớn như Phú Thọ có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá bình quân 51.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tam Dương, Tam Đảo, các hộ chăn nuôi báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, Lạng Sơn phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng phổ biến 49 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Tuyên Quang trong ngày hôm nay 48 cho đến 52.000 đồng. Hà Giang phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn cũng không có sự thay đổi với mức giá bình quân từ 49 cho đến 53.000 đồng tùy thuộc vào từng huyện. Trong khi đó, khu vực Lào Cai và Yên Bái, các hộ chăn nuôi đa phần báo giá bình quân 51 cho đến 52.000 đồng. Sơn La phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Điện Biên, phổ biến 50 cho đến 54.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Thanh Hóa có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 50 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương còn lại ở thị trường miền Trung như Đà Nẵng phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Bình Định dao động trong khoảng từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phú Yên có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Khánh Hòa 52.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận dao động trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Lâm Đồng là địa phương vẫn duy trì mức giá cao 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Đắk Nông phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Đắk Lắk 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Gia Lai và tỉnh Kon Tum có mức giá 48 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam theo ghi nhận, một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai phổ biến 51 cho đến 53.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg và bằng so với Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, ba địa phương là Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh dao động trong khung giá từ 50 cho đến 53.000 đồng. Thị trường miền Tây Nam Bộ ghi nhận Bến Tre trong ngày hôm nay có mức bình quân từ 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, nhiều loại heo xấu cũng chỉ dao động trong khoảng 49 cho đến 50.000 đồng. Khu vực Tiền Giang 50 cho đến 52.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay phổ biến 51 cho đến 52.000 đồng. Trà Vinh 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu phổ biến 48 cho đến 52.000 đồng. Vĩnh Long có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 50 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Cà Mau trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp và tỉnh An Giang phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng.
Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.